Thưa quý vị, rung chấn do trận động đất ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã gây ra hậu quả trên diện rộng với cường độ được coi là trận động đất hủy diệt từ trước đến nay. Các nhà khoa học đã có những lời giải cho hậu quả từ thiên tai này. Theo đó, do nằm ở nơi giao nhau của nhiều mảng kiến tạo với nhiều đứt gãy, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành điểm nóng của hoạt động địa chấn. Chính vì vậy mà trận động đất thường có với cường độ rất mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ vừa trải qua trận động đất mạnh xảy ra gần thành phố Gaziantep với tâm chấn ở độ sâu 17,9 km, phá hủy nhiều tòa nhà và gây thiệt hại rất nhiều về người và của. Quốc gia lân cận là Syria cũng bị thiệt hại nặng nề. Hơn 1.000 tình nguyện viên tìm kiếm cứu hộ đã được triển khai và một số thành phố khác cũng bị thiệt hại. Đây không phải là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với trận động đất dữ dội như vậy. Theo một nghiên cứu viên địa chấn học ở Đại học Hoàng gia London, trận động đất này có độ mạnh tương đương với thảm họa vào tháng 12 năm 1939 ở đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, trận động đất mạnh 7,8 độ diễn ra gần thành phố Erzincan, phá hủy 116.720 tòa nhà và khiến 32.968 người thiệt mạng. Điều kiện thời tiết lạnh giá cũng cản trở hoạt động cứu hộ. Sau trận động đất năm 1939, Thổ Nhĩ Kỳ còn trải qua 5 trận động đất từ năm 1942 đến năm 1967. Tiếp đó là trận động đất lớn vào tháng 8 năm 1999. Ngày 17 tháng 8 năm 1999, trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra gần thành phố Izmit ở vùng Đông Bắc khiến hàng chục nghìn người chết và 250.000 người trở thành vô gia cư. Istanbul, thành phố hơn 7 triệu người ở cách tâm chấn khoảng 80 km về phía Tây Bắc cũng rung lắc dữ dội. Trận động đất đã san bằng Izmit và nhiều thành phố xung quanh. Chỉ riêng trong năm 2020, Cơ quan Quản lý Thiên tai và Tình trạng Khẩn cấp của nước này ghi nhận hơn 33.000 trận động đất khác nhau, bao gồm 322 trận động đất mạnh từ 4 độ trở lên. Khoảng 98% diện tích Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng dễ xảy ra động đất và khoảng 1/3 đất nước nằm ở nguy cơ cao, bao gồm khu vực xung quanh những thành phố lớn như Istanbul và Izmit cùng vùng đông Anatolia. Phần lớn Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên mảng kiến tạo Anatolia, nằm giữa hai mảng kiến tạo lớn là mảng Á Âu và Châu Phi và mảng nhỏ là Arab. Khi mảng Châu Phi lớn hơn và mảng Arab di chuyển, Thổ Nhĩ Kỳ bị ép chặt, trong khi mảng Á Âu cản trở bất kỳ sự dịch chuyển nào về hướng Bắc. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên vài đường đứt gãy. Theo ABC, các chuyên gia ví đứt gãy Bắc Anatolia gần giống như một chiếc áo có cúc bị kéo căng. Khi một nút áo bung ra, áp lực sẽ dồn sang nút áo tiếp theo, khiến nó mất khả năng bung tiếp. Đường đứt gãy Bắc Anatolia, nơi mảng kiến tạo Anatolia và Á Âu giao nhau, được cho là đường đứt gãy có sức phá hủy mạnh nhất, chạy từ phía nam Istanbul tới vùng đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, đường đứt gãy đông Anatolia kéo dài 650 km từ cao nguyên phía đông Thổ Nhĩ Kỳ tới Địa Trung Hải. Từ đó, nó rẽ về phía nam và gặp đầu phía bắc của hệ thống tách giãn lớn, phân tách mảng kiến tạo Châu Phi và Arab. Vì những lý do trên, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần phải chịu thiệt hại do động đất. Tuy nhiên, đất nước vẫn chưa chuẩn bị để đối phó. Một số tòa nhà, bao gồm công trình ở Istanbul, thành phố hiện đại và phát triển nhất, không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn động đất. Nhiều ngôi nhà được xây dựng với quy trình giám sát thi công kém và vật liệu chất lượng thấp. Tranh chấp thường xuyên giữa các đảng công nhân và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng buộc nhiều dân làng phải bỏ nhà cửa và đất đai, tái định cư trong các thành phố và thành thị ở căn nhà dựng tạm. Những ngôi nhà này dễ dàng sụp đổ khi động đất xảy ra, dẫn tới thiệt hại càng lớn. Thưa quý vị, hơn 41.000 người đã thiệt mạng sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ tính đến sáng ngày 15 tháng 2, còn tại Syria được cho là nguyên nhân do hội tụ của ba mảng kiến tạo dịch chuyển chậm, tích lũy áp lực qua thời gian dài dẫn đến thảm họa này. Trận động đất mạnh 7,8 độ làm rung chuyển khu vực vào ngày 6 tháng 2, tâm chấn nằm ở thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có thể cảm nhận bởi người dân sống trên khu vực rộng lớn hơn, bao gồm các nước lân cận. Tỷ lệ thương vong tăng lên trong vài ngày qua, và giờ đây đã gần 40.000 người, tính đến 7 giờ 30 ngày 15 tháng 2 giờ Việt Nam. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đất nước xảy ra hoạt động địa chấn thường xuyên nhất thế giới. Vì vậy, động đất không phải hiện tượng bất ngờ. Đất nước này nằm giữa hai mảng kiến tạo lớn. Trận động đất hồi đầu tuần do đường đứt gãy Đông Anatolia gây ra. Đường đứt gãy này mới chỉ gây ra vài trận động đất trước đây. Điều này biến trận động đất hôm ngày 6 tháng 2 thành sự kiện hiếm trong khu vực. Trận động đất gần nhất trong vùng xảy ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2020 ở Elazig với cường độ 6,7 Richter, giết chết 41 người và khiến hơn 1.600 người bị thương. Đường đứt gãy Đông Anatolia trải dài 6.980 km qua Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đường đứt gãy đó lan rộng từ nút giao trên đường đứt gãy Bắc Anatolia dài 1.500 km và chạy qua phía bắc đất nước.
đường đứt gãy Bắc Anatolia gây ra phần lớn trận động đất trong nước. Các nhà khoa học cho rằng ba trận động đất trước đây xảy ra ở khu vực Đông Anatolia vào năm 1513, 1872 và 1893 có thể do tích tụ áp suất trên đường đứt gãy dẫn tới trận động đất hôm ngày 6 tháng 2. Một nghiên cứu năm 2013 trên ấn phẩm đặc biệt của Hiệp hội Địa lý London mô tả các đoạn của đường đứt gãy bị vỡ trong quá khứ với các trận động đất năm 1513, 1872 và 1893. Sự nứt vỡ xảy ra khi trận động đất mạnh dịch chuyển đường đứt gãy ở sâu bên trong lòng đất, khiến nó vỡ rộng tới bề mặt. Không phải mọi trận động đất đều gây ra sự nứt vỡ. Nghiên cứu trên nếu đúng, nó có thể cho thấy trận động đất 7,8 độ gần đây bao gồm mọi đoạn của đoạn đường đứt gãy vỡ ra vào các năm 1513, 1872 và 1893. Về lý thuyết, động đất 7,8 độ có thể tích tụ sau những trận động đất này. Một nhà nghiên cứu kiêm giảng viên ở trường khoa học trái đất thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết, áp suất trên đường đứt gãy và khả năng nứt vỡ rất khó có thể biết. Tuy nhiên, một điều chúng tôi có thể cân nhắc là lịch sử những trận động đất lớn từng xảy ra dọc đường đứt gãy Đông Anatolia. Về cơ bản, các đoạn đường đứt gãy bị vỡ rất lâu từ trước đây, có thời gian để tích tụ áp suất và đã đến lúc chúng vỡ ra lần nữa. Tuy nhiên, thời gian giữa những trận động đất lớn không đều đặn, chu kỳ có thể là 100 năm cho một trận động đất và sau đó là 1.000 năm cho trận tiếp theo. Lần gần nhất đường đứt gãy Đông Anatolia có động đất trên 7 độ là cách đây 130 năm. Một nghiên cứu khác vào năm 2020 cho biết trận động đất trước đó vào năm 2020 chỉ gây nứt vỡ một phần khu vực nơi mảng kiến tạo không bị đẩy trượt. Do đó, giới khoa học nghi ngờ có sự gia tăng hoạt động địa chấn ở nơi đứt gãy Đông Anatolia trong thời gian sau đó. Mảng kiến tạo thường xuyên dịch chuyển rất chậm, nhưng chúng cũng tương đối tĩnh khi đè ép ở rìa với nhau. Quá trình khiến áp suất giữa hai mảng kiến tạo tích tụ theo thời gian, một trận động đất sẽ xảy ra khi đường đứt gãy đột ngột trượt hoặc xê dịch do áp lực này. Các nhà địa chấn học biết mảng kiến tạo bị đè ép và tích tụ áp suất liên tục, có nghĩa động đất là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc dự đoán chúng sẽ xảy ra khi nào và ở đâu gần như bất khả thi. Một phó giáo sư khoa trái đất, hành tinh và khoa học vũ trụ chia sẻ, trong khi không thể dự đoán chính xác một trận động đất sẽ xảy ra ở địa điểm và thời gian nào, hay nó lớn tới mức độ nào, chúng tôi biết được đường đứt gãy ở Đông Anatolia là đường đứt gãy đang hoạt động bởi nó từng nứt vỡ vài lần trong thế kỷ 19 và gần đây nhất với trận động đất 6,7 độ vào năm 2020. Một đường đứt gãy được cho là đang hoạt động nếu nó còn có bằng chứng dịch chuyển ít nhất một lần trong 10.000 năm qua. Dù trận động đất hôm ngày 6 tháng 2 rất khó dự đoán, các nhà địa chấn học có thể đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhiều khả năng sẽ có nhiều trận động đất lớn hơn dưới dạng dư chấn lan khắp cả nước. Dư chấn xảy ra gần nơi diễn ra các trận động đất ban đầu và do đường đứt gãy tự điều chỉnh lại sau khi trượt đột ngột. Chuyên gia về mảng kiến tạo và kiến trúc địa chất ở trường trái đất và khoa học hành tinh tại Australia cho biết, thông thường dư chấn xảy ra ở khu vực tương đối nhỏ, nhưng trong trường hợp này chúng xuất hiện dọc theo đường đứt gãy Đông Anatolia tới khoảng cách 250 km. Vì vậy, chúng ta sẽ gặp nhiều hoạt động động đất trong khu vực. Với động đất lớn, dư chấn có thể kéo dài trong thời gian hàng tuần, thậm chí hàng tháng.